Hơn 2 ngày đã qua, nhưng chị Lò Thị Hịa ở bản Phé, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La vẫn nhớ như in giây phút ba mẹ con cuống cuồng chạy khỏi giặc thủy. Sáng ngày 24 tháng 7, chồng chị đi chăn bò ở trên đồi, ba mẹ con chị ở nhà thấy nước về, len dần vào sân rồi đến hiên nhà, nhưng không nghĩ nó sẽ vào sàn nhà và dâng lên tầng, nên chị và các con không quá vội để đi tránh. Chỉ một lúc là nước đã ngập hết tầng rồi lên mái nhà không kịp làm gì, không kịp lấy gì. Ba mẹ con tôi chỉ biết trèo lên nóc nhà, gọi mãi mới có người đến cứu, tưởng sẽ chết thôi. Rất may có người đến cứu kịp thời, không là không biết sẽ như thế nào. Bà Lường Thị Hiêng cùng ở bản Phé, ngồi thất thần bên cầu thang nhà người thân, nước mắt lưng tròng cho biết vợ chồng chị đi làm thuê ở dưới xuôi. Sáng ngày 24 tháng 7, nghe con dâu khóc, gọi bảo nhà ngập đến nóc rồi, xe máy, tivi, tủ lạnh cùng toàn bộ các vật dụng trong gia đình đều bị ngập nước hết. Vợ chồng bà chỉ biết ôm nhau khóc. Tối đi xe đêm về, sáng 25 tháng 7 về đến bản thì không còn thấy nóc nhà của mình đâu trong mênh mông biển nước. Chỉ biết khóc thôi, không biết phải làm thế nào, mong được mọi người giúp đỡ. Giờ nhà ở không còn, chẳng có gì để ăn, sau này cuộc sống không biết làm thế nào, khổ lắm. Ông Lò Minh Huệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tông Cọ cho biết, xã có 7 bản thì 3 bản bị thiệt hại nặng. Trong đó, 115 hộ dân ở 3 bản Phé, Thúng Cái và bản Cọ bị ngập sâu trong nước. Riêng bản Phé, đến tối ngày 25 tháng 7, vẫn còn 39 hộ dân nước ngập đến nóc nhà. Nhiều hộ thì nhà còn không thấy nóc bởi nơi nước ngập sâu nhất đến chừng 6 đến 7 mét. Hiện nay, bà con dân đang hết sức khó khăn, bị cô lập và không thể tiếp cận bên ngoài. Trước tình hình như vậy thì xã đã chỉ đạo các ngành đoàn thể và lực lượng dân quân tự vệ phối hợp giúp đỡ bà con nhân dân. Trước hết là di chuyển người để đảm bảo an toàn. Hai nữa là di chuyển các cái tài sản của bà con ra khỏi vùng nguy hiểm. Thống kê trong toàn huyện Thuận Châu, tính đến chiều ngày 25 tháng 7, mưa lũ những ngày qua đã làm một người chết, hai người mất tích, bốn người bị thương tại các xã Bản Lầm, Triềng Bôm, Nậm Lầu và Thôn Mòn. 277 căn nhà bị đất đá sạt vào nhà, ngập nước và lũ cuốn trôi. Hơn 620 hectare lúa, hoa màu và cây cối bị vùi lấp và nước lũ cuốn. Hơn 3.200 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi và ngập nước chết. Cộng với các thiệt hại về giao thông, điện, v.v., ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra trong đợt này là hơn 6 tỷ đồng. Ông Hà Trung Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Châu cho biết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, chỉ đạo các tổ đội xung kích phòng chống thiên tai, lực lượng công an, quân sự xã và bà con sở tại chung tay giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại. Riêng 39 hộ có nhà ở đang ngập sâu dưới nước ở Tông Cọ, huyện, xã đã bố trí các hộ này ở tạm trong gia đình người thân và những hộ không bị thiệt hại trong bản. Huyện cũng phân công một đồng chí phó chủ tịch ủy ban huyện và đồng chí trưởng ban nông nghiệp trực ở xã Tông Cọ này để kịp thời là nắm tình hình này, có những cái biện pháp mà để kịp thời mà khắc phục nhanh nhất để bà con ổn định đời sống. Nhằm chung tay giúp đỡ bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống trước mắt, nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đã mang mì tôm, gạo, nước uống và tiền mặt đến ủng hộ, hỗ trợ. Chiều ngày 25 tháng 7, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Sơn La cũng đã đến thăm tặng 60 suất quà cho 60 hộ gia đình có nhà ở bị ngập hoàn toàn tại các bản Phé, Cọ và Thúng Cái, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu với tổng giá trị 90 triệu đồng. Bà Cầm Thị Chuyên, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Sơn La cho biết. Chúng ta đặc biệt quan tâm đến các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu cho bà con như gạo, mì tôm rồi là các vật dụng khác. Đồng thời chúng tôi cũng hỗ trợ mỗi hộ gia đình bị ngập lụt tại đây là 1 triệu đồng để bà con trang trải cuộc sống trước mắt. Sau đó thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch rà soát lại toàn bộ các hộ bị ảnh hưởng và sẽ kêu gọi các nguồn lực trong xã hội để tiếp tục hỗ trợ bà con về phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống sau này. Kể từ khi nước dâng ngập sáng ngày 24 tháng 7, tại Thuận Châu và một số địa phương trong tỉnh Sơn La, thỉnh thoảng vẫn có các đợt mưa, nên vùng ngập tại bản Phé và các bản ở Tông Cọ dự kiến phải từ 3 đến 5 ngày tới nước mới rút hết. Đồng nghĩa với việc hàng chục hộ dân ở đây phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khi không có nhà ở. Ngoài sự hỗ trợ, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân sở tại, bà con vùng lũ mong muốn sự chung tay giúp đỡ nhiều hơn nữa từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh, giúp họ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống trước mắt và lâu dài.